Chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi học số 192 và giao bài của buổi học số 193. Chúng ta đến với những câu hỏi bắt đầu với từ để hỏi là từ where. Vậy chúng ta sẽ có phần chữa bài ngày hôm nay. Câu 1, cô ấy đang ở đâu? Với câu 1 này chúng ta sẽ có đây là hiện tại tiếp diễn. Và các bạn sẽ cho cô đáp án xuống phần bình luận nhé. Vậy ta có where is she now? Where is she now? Where is she now? Quá là đơn giản, đúng không nào? Where is she now? Câu 2, trường học của bạn ở đâu? Vậy ta có where is your school? Chúng ta có chủ ngữ your school và chủ ngữ số ít, vì vậy ta dùng is. Where is your school? Câu 3. Mẹ cất cặp sách của con ở đâu vậy? Mẹ cất cặp sách của con ở đâu vậy? Vậy ta có where do you put my bag, mom? Với chủ ngữ là you, ta dùng trợ động từ là do. Where do you put my bag, mom? Câu 4. Tôi nên để mũ ở đâu nhỉ? Chúng ta có là tôi nên để ở đâu nhỉ, thì mình nhớ đến một cái động từ khuyết thiếu, đó là động từ should, là nên, đúng không nào? Tôi nên để mũ ở đâu nhỉ?
Vậy ta có where should I put my hat? Where should I put my hat? Where should I put my hat? Câu 5. Lăng Bác Hồ ở đâu nhỉ? Với câu này là một câu hỏi hiện tại đơn. Vậy ta có where is Uncle Hall's mausoleum? Uncle Hall's mausoleum, Lăng Bác. Và chúng ta có thời gian để xem lại cả 5 câu trong phần chữa bài ngày hôm nay. Chúng ta dùng với câu hỏi bắt đầu với từ để hỏi là từ where để hỏi về nơi chốn. Các bạn có thời gian để xem lại bài nhé. Bạn nào chưa làm được câu nào thì các bạn chữa bài vào giúp cô.